Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Rồi ok, bây giờ là Simmy với Kyron chuẩn bị coi tôi thể hiện nè. Đây chính là một cái cỗ máy trò chơi mà tôi mới vừa phát minh ra được. Bây giờ hai người coi tôi gọi là sử dụng cái máy này cho hai người xem nè nha. Ủa cái gì vậy ta, lạ dữ vậy Phong? Cái trò này lạ nha, trò này mới nha, cái trò này mới nha. Làm thử coi Phong. Đây đây, coi tôi nè, nhìn tôi nè nha, mấy bạn xem nè, cái máy này của Phong hơi bị vui luôn. Ở đây nó có một cái nút nè, mấy bạn chỉ cần nhấn vào trong cái nút này thì nó sẽ xuất hiện TNT. Ôi, nó nổ Phong ơi. Coi tôi nè. Nổ, trời ơi. Trời ơi, mình bay cao lên trời luôn mấy bạn ơi, đã quá. Ghê không? Ôi, cho tôi chơi thử với, trời nhìn hay quá à. Trời ơi, cái máy này của tôi là chơi hơi bị vui luôn á. Mà khoan, từ từ, không được. Cái gì tính vậy? Ra cái máy này là tôi phát minh ra tốn nhiều tiền lắm á. Bây giờ ai muốn chơi phải trả tôi một kim cương. Đó, một việc. À, chết, không biết. Lỡ. Ê, chim ơi, chim chảy cay luôn ơi, cay không có kim cương. À đây, rồi có. Đây. Rồi ok, bây giờ là ai chơi trước đây? Thôi, trước. Ok, rồi, xin mời trước đúng không? Rồi, ngồi luôn. Nhớ cái nút nha. Đây, tôi. Tiếp. Rồi, Simmy chuẩn bị bay lên nè. 3, 2, 1. Wow. Trời ơi. Cao quá, cao quá. Trời ơi, bay tuốt lên trời luôn bạn ơi. Vui không xem. Trời ơi. Vui đúng không? Đến lượt cay kìa cay ơi. Lên. Rồi, trời này đỉnh nha. Coi cay gon Spider-Man thể hiện nè mọi người. Ok, đến lượt cay đó nè. Rồi. 3, 2, 1. Wow. Bay tuốt lên trời luôn. Cái gì vậy? Ủa gì vậy Phong? Cái bay sáng rồi sao cũng vậy cay á. Tôi không biết nữa, tự nhiên ai bay lên xong đáp xuống của mình thường cay bay lên đáp xuống xong chết queo luôn. Cái kỳ đó mọi người ơi, cái kỳ đó. Ai biết được. Ủa cay ơi, có sao không? Thiệt tình luôn á trời. Cái gì mà âm thầm ở ngoài vậy? Lại đây, em nói Rô nghe nè. Em mới vừa phát minh được một cái máy này, trò chơi rất là vui luôn. Đây em thể hiện cho Rô xem nha. Đây, từ sim mở vô nè. Ok, tránh ra Rô. Tránh ra. Đây, bùm. Ủa, đâu có tiêu rồi. Đã không được. Bây giờ là tiếng âm thầm là cái tiếng nổ bom nè trời. Đã gì mà đã. Biết cái game Minh Hào này xây không? Anh bỏ tiền chục tỷ anh xây game Minh Hào này. Sao mà bây giờ mấy đứa để mấy cái bom mẹ anh hưởng đến game Minh Hào, nổ game Minh Hào sao? Ai đền? Mày đền hả? 10 tỷ á? 10 tỷ đền hả? Nè, Rô, bình tĩnh, em nói Rô nghe nè. Tính ra cái game Minh Hào này, ừ em biết là Rô xây, nhưng mà bọn em gọi là chế tạo cái máy này ra, bọn em gọi là chơi, nó đâu có ảnh hưởng gì đến game Minh Hào đâu. Đúng mà Rô là bọn em đâu. Ảnh hưởng gì ảnh hưởng, lỡ nó bay một quả bom vô trong game Minh Hào, nổi Minh Hào sao? Không chơi á, xây lại thôi chứ đâu. Đúng không rồi. Lại đó. Dẹp cho anh. Một tí nữa anh ngủ dậy anh ra mà anh thấy còn nha là anh đuổi mấy đứa ra khỏi em đó. Sợ quá, chơi tiếp đi không? Chờ sợ quá chơi tiếp. Sợ quá thôi mình chơi tiếp đi. Trời ơi à, trời mấy bạn ơi, tính ra tự nhiên đang chơi vui mà ông la bọn mình làm mất vui luôn bạn. Ôi, ơi. Không ơi, mình kể rồi nghe nè, hôm bữa giờ mình đúng bật ổng luôn á. Hôm bữa giờ là Go á đã kiếm chuyện với mình mấy lần rồi, mà bây giờ tụi mình đang ngồi đi chơi không ảnh hưởng với ông của game kiếm chuyện nữa là sao? Đúng rồi, ông Rô tôi nói thiệt cái luôn, ông Rô ổng vừa xấu trai mà ổng còn xấu tính. Hello mấy cưng. Ê, chỉ làm rồi đứng hãy kiểu nghe mình nói hết. Ê, sao mình nó xấu rồi mình cảm giác như gọi là gì ta, Rô nghe hết trơn. Trời ơi, Kai ơi mình nói Kai nghe nè. À, ông Rô ổng vừa đẹp trai mà ổng còn vừa xấu muối tốt bụng nữa. Đúng rồi. Dạ, biết đâu à. À ok, biết rồi. Trời ơi, cái gì đâu, cái người gì đâu mà khó chịu, khó tính. Trời ơi, đúng là gọi là già rồi, khó tính mấy bạn ơi. Tính ra bọn mình đâu có làm ảnh hưởng đến Game Minh Hào, bạn thấy không? Từ nãy giờ bọn mình không hề gọi là làm nổ một cái gì đó, gọi là làm cho đụng chạm đến Game Minh Hào luôn. Mà ông Rô cũng lao mình thiệt bực ghê luôn á. Nghe bực mình luôn á trời, nghe nóng hết người luôn rồi nè. Mà mình nói thiệt nha, thà rằng á là ổng la hai đứa mình thì không nói, còn này Simmy là con gái mà ổng cũng la Sim luôn. Đúng rồi. Cái đó làm đúng rồi. Bây giờ yên tâm đi, để Kai gọi là cầm TNT vô cho nổ bay nhà ổng luôn. Thôi trời ơi, okay. Tệ lên nó sao vậy? Từ, Kai mới vừa nói gì chứ? Hả? Thì mình cho TNT nổ bay nhà ổng luôn. Dùng TNT nổ bay nhà ổng luôn. Ý kiến này nghe có vẻ hợp lý nha các bạn nha. Đúng rồi. Ông Rô ổng rất là quý cái Game Minh Hào này luôn các bạn ơi. Nhưng mà từ trước giờ bọn mình làm cái gì ổng cũng lao mình hết. Mình gọi là riết rồi mình ghét cái Game Minh Hào luôn các bạn. Hay là hôm nay bọn mình gọi là cho ổng bằng cách là bọn mình phá hủy Game Minh Hào đi Kai. Trời lớn vậy bà. Đúng rồi, phá hủy luôn. Trời ơi,
Ê, vậy có ác quá không vợ? Không có ác đâu, tôi nói hai người nghe nè, mấy bạn fan cứ yên tâm nha, mình nói là phá hủy Garmin House vậy thôi chứ thực ra là cái Garmin House này á mình đã lưu lại rồi. Một tí nữa mình sẽ sử dụng 10.000 quả TNT để mình phá hủy Garmin House. Và sau khi phá hủy Garmin House xong á thì ông Rô ổng sẽ khóc quá trời luôn bạn ơi. Nhưng mà không sao nha, Garmin House đã được mình lưu lại rồi cho nên là mình có thể khôi phục nó lại bất cứ lúc nào. Cho nên bạn nào mà là gọi sao ta xem video nữa bạn đừng có hiểu lầm mình nha, mình không có phá thiệt đâu, mình chỉ phá giả thôi, nhưng mà mình sẽ cho ông Rô. Thế là hôm nay ông là cho ông Rô hả? Hay vậy? Đúng rồi, nhưng mà tôi á bây giờ á một lần đặt 10.000 quả TNT thì rất là mệt cho nên tôi cần phải sự giúp đỡ của hai người nữa. Hai người giúp tôi nha. Ôi chứ thôi chứ thôi. Mình gia nhập cái kèo này là mình cũng bị liên lụy luôn á Sim. Ngồi không sao? Cài bật ông Rô đó rồi, cài sẽ tham gia. Đúng rồi. Bây giờ mình phải đeo mặt nạ vô để chuẩn bị biết mình là ai, hiểu không? Mấy mặt nạ đúng rồi, đúng rồi các bạn ơi. Bây giờ mình phải lãng vô thấy không? Tại vì là ở bên trong Garmin House là nó có camera các bạn, cho nên mình phải đeo mặt nạ vô để Rô không biết bọn mình là ai. Đó, đeo mặt nạ vô. Đây, mình có cái mặt nạ xanh cho không nè, đó. À, mặt nạ màu xanh luôn hả? Hợp lý. Rồi để tôi đeo mặt nạ màu xanh đi, tôi không đeo mặt nạ. Mặt nạ màu đỏ nè, mặt nạ màu đỏ cái thứ luôn nè. Đấy, ok bạn ơi. Rồi. Anh em biệt đội gọi là cho anh tập hợp. Này. Tập hợp lại mọi người, rồi ok. Bây giờ nữa bạn ơi, mình sẽ cùng với Kairon và mèo Simi biệt đội gọi là John Siro, bọn mình sẽ cùng nhau gọi là phá hủy gọi là Garmin House bằng 10.000 quả TNT nha các bạn nha. Let's go. Ok. Bây giờ nè, anh em chuẩn bị nè, vô trong kho lấy cho mình TNT đi. Lấy TNT. Này. Ôi chào Lễ Tân nha, Rồi ok có rồi nè. Sao tôi cảm giác mình ta còn độc ác quá vậy? Khoan, hai người ơi. Từ tôi nói hai người nghe nè, bây giờ mình phá là không được đâu. Ông Rô ổng vẫn còn trong Garmin House, mình phải chờ ổng khi nào ổng đi ra ngoài đi thì mình mới phá được, hiểu không? Mình có chiêu này nè Phong, mình có chiêu này nè. Vậy bây giờ á mình sẽ lên phòng của Go, sau đó mình bảo với Go á là ở bên ngoài đang có một cái chuyện gì đó, hoặc là bên ngoài đang có ai đó bao Go đi ăn á, không mình sẽ dụ Go đi ra ngoài trước. Xin biết rồi. Đúng rồi, bây giờ mình dụ Rô bảo là ở Rô nhà Rô đang bị gọi là có kẻ trộm vô trộm đồ đấy. Hợp lý rồi. Rồi ok, bây giờ bấm cho thang máy xuống ngay xem ơi, thang máy rồi. Thang máy đang xuống, đang xuống. Nè. Ok rồi. Rồi thang máy xuống rồi. Nè. Vô. Ok, chui vô. Ủa mà nhà phòng Siro là phòng bao nhiêu? Tầng 8. Tầng 8 phải không? Ok, tầng 8 nè, cái cửa màu đen đúng không? Đâu rồi. Trời ơi, mọi người gỡ mặt nạ ra mọi người, gỡ mặt nạ ra. À đúng rồi, gỡ mặt nạ ra, gỡ mặt nạ ra. Ok, rồi đi vô. Siro đâu ta? Ủa Siro. Rồi. Đâu? Cái gì vậy? Đâu? Ôi vậy? Cái gì vậy? Nè em nói Rô nghe nè, hồi nãy á em tự nhiên em thấy hình như có ăn trộm vô nhà Rô hay sao. Rô về nhà kiểm tra đi. Ôi cái nhà tao chưa thấy ăn trộm, thấy bà ăn trộm nhà còn hành bơm. Ôi tào lao mà. Đâu em đâu có cầm bơm đâu trời. Mô hình. Ok. Ủa mà Rô, em nói Rô nghe nè, em thấy có ăn trộm vô nhà Rô á, chạy về nhà nhanh lên đi anh. Nhà vậy kìa trời. Nhanh đi. Rồi ok bạn ơi. Siro đã về nhà rồi nha. Vậy là bây giờ không còn ai ngăn cản được tụi mình rồi. Chúng ta cùng nhau bắt đầu kế hoạch thế nào anh em? Đeo mặt nạ vô. Đây mặt nạ vô anh em ơi. Bây giờ nè, tôi sẽ giao nhiệm vụ cho mọi người thế này nha. Garmin House của bọn mình á là nó có tổng cộng là bao nhiêu tầng ta? Hả? Mười tầng, đúng rồi, 10 tầng là tính luôn trên hậu luôn á. Vậy thì bây giờ đi, Simi sẽ là 3 tầng ở trên, Kairon sẽ là 3 tầng ở bên dưới, còn mình sẽ là 3 tầng ở giữa, chịu không? Ê, nó nghe là Phong, nếu mà mình phá vậy là mình phá hết luôn, mà mình phá phòng mình luôn á. Không sao, tôi đã nói là cái này là mình phá hủy Garmin House, mình cho anh Siro mà, yên tâm đi, tôi khôi phục lại được, yên tâm. Ok, tính nha. Ok, rồi. Tôi là tầng 10, tầng 9, tầng 8. Đúng rồi. Xong là tầng lại là cái gì ta, 7, 6, 5, ok. Rồi, bây giờ, anh em chúng vậy ta. Vậy cái là 1, 2, 3. Anh em chúng ta chuẩn bị sẵn sàng nào, let's go. Rồi ok bạn ơi, bây giờ hiện tại là mình đang ở trong phòng của Kamui nè. Đây, bây giờ đầu tiên sẽ là mình gọi là mình bắt đầu từ phòng của Kamui nha. Thì mình sẽ đặt TNT nè, đặt tùm lum ở đây luôn các bạn ơi. Đấy, đặt hết cái phòng luôn nha. Trời ơi, xin lỗi Kamui nha, nhưng mà cái này là em cho anh Siro, cái này tất cả tại Siro, cho nên là bọn em bắt buộc phải làm như vậy.
thật ra là em không muốn gọi là phá phòng của chị đâu. Ok, vàng PC nè, lắp vô vàng PC luôn. Thôi vậy em không muốn phá thì em cũng phải phá thôi. Đúng rồi, không muốn phá cũng phải phá thôi. Rồi ok, bây giờ là lắp vô trong tới phòng ngủ nè, rồi toilet luôn, lắp vô toilet cho nó nổ bồn cầu luôn. Ok. À, lắp toilet luôn hơn dữ. Đúng rồi, nổ là phải nổ hết luôn, xin hiểu không? Nổ là nổ hết. Đúng rồi, nổ là phải nổ hết chân. Rồi xong, tôi bị kẹt đây luôn rồi, để tôi chạy ra ngoài lại. Ok, rồi. Phòng cá mui đã xong. Phòng tiếp theo. Rồi, phòng tiếp theo sẽ là phòng của mèo Simmy mọi người ơi. Hey, mèo của Sim rồi. Sim ơi, tới lượt phòng Sim là Sim ơi. À, trời ơi. Mà khoan, Sim ơi, tôi nói Sim nghe nè, hình như tôi để ý là trong phòng Sim có bé Mưa. Sim có muốn bé Mưa bị nổ trong không? Thì chứ cái này thôi, cứ giờ bây giờ nè. Bây giờ bà xuống đây, bà lấy cọng dây á, bà kéo bé Mưa đi trốn đi, nhanh lên, không thôi nổ à, banh bé Mưa luôn á. Mơ ơi, chị rất là vui em lên tới đây em. Dê dạ em ơi. Ôi đây. Phong mà không nhắc là toan nha Sim. Đúng rồi. Tôi tốt bụng lắm, tôi mới nhắc á, tôi mà không nhắc là coi như là bé Mưa xong luôn rồi đó. Ok rồi, lắp đi. Rồi. Đấy, bạn thấy không? Trời ơi, cái Garmin House, trời ơi, lần nào mình gọi sao ta? Lần trước á bạn ở bên Mini World á thì mình phá hủy gọi là làng Hero Team, bây giờ là qua Minecraft là mình phá hủy Garmin House luôn nha các bạn nha. Đấy, lắp đó. Trời ơi, tính ra là mình tưởng tượng á là không biết tí nữa nó nổ như thế nào, giờ chắc giật banh máy luôn. Đúng rồi, một tí nữa là lắc banh máy luôn các bạn. Mấy bạn biết không? Máy tính của mình á là 100 triệu lận á, nhưng mà nếu như mà nó nhiều TNT này nó nổ, chắc tí nữa máy mình đứng máy luôn anh em, cho nên là tí nữa bị lắc mấy anh em thông cảm cho mình nha. Ok rồi. À, mọi người cẩn thận nha, coi chừng trong nhà mọi người có đá đỏ, mọi người đặt nhầm vô cái nó nổ liền, cái là toang luôn á. Ờ, nổ liền, cẩn thận nha Sim. Trời ơi. Trời ơi, nhà Sim có đá đỏ đâu, nhà Sim có đá xanh thôi à. Sim ơi. Ủa sao tôi thấy trong nhà Sim hình như là có suối nước nóng phải không? Ừ, có luôn. Trời ơi, có suối nước nóng luôn. Ghê thiệt. Trời ơi, nhà tôi mà, trời ơi, như gọi là cái chỗ tờ, gọi là tắm gọi là của Nhật Bản luôn ấy. Hơi bị... Ôi Sim ơi, Sim bắt chước Nhật Bản rồi. Yên tâm đi, suối nước nóng hay là suối nước lạnh gì tôi cũng cho nổ hết trơn á, yên tâm. Rồi okay. Ê, mình hết đầy lễ tân rồi nè, bây giờ tới phòng của Mr. Dịch nè. À quên, Kai ơi, Kai nhớ kêu hai ông lễ tân đi ra chỗ khác nha, coi chừng nổ hai ổng luôn. Không, hồi nãy mình dụ hai ông lễ tân đi ăn ra ngoài ăn bánh rồi ba. Ok, vậy hợp lý, đúng rồi, đưa ông hai ông lễ tân ra ngoài đi. Ủa sao có con mèo trong nhà Sim nè. Mèo ơi, chạy đi, không thôi tí nữa nổ mày á. Chạy đi nha. Ok rồi, vậy là coi như là mình đã gọi là lắp xong phòng Sim rồi các bạn coi. Quá trời TNT luôn. Rồi, tới lượt phòng tiếp theo. Let's go. Rồi, phòng tiếp theo sẽ là phòng của Kairon các bạn ơi. Kai ơi, tới lượt phòng Kai nè. Rồi, sao sao bạn cho nổ hết luôn đi bạn ơi, cho nổ hết luôn đi. Đúng mình rồi. Không còn gì để luyến tiếc đâu. Cho nổ hết luôn. Mà khoan từ, mình để ý là phòng Kai giàu dữ các bạn. Phòng Kai gì mà có cả gọi là đàn piano rồi có cả trống rồi gì ta? Tùm lum thứ micro nó Kairon có khiếu âm nhạc các bạn ơi. Kairon rất là thích âm nhạc. Đam mê âm nhạc, bởi vì vậy mấy bạn đừng quên ủng hộ cho bài nhạc của mình. Trời, Kairon quảng cáo bài nhạc từ bên video của Siro qua tới Simmy qua tới mình luôn hả Kai? À đúng rồi, trời, mình có cơ hội mình phải quảng cáo liền. Ok. Rồi bây giờ là mình sẽ lắp cho gọi là phòng Kai banh hết luôn bạn ơi nè, đàn piano hay gì tôi lắp cho nổ hết. Tôi không cho cái gì gọi là còn hết. Ok. Để coi coi. Nghe cũng hơi xót một tí nhưng mà thôi kệ, không sao đâu. Yên tâm đi, mấy cái này Simmy có nhiều tiền mà, Kai xin tiền Sim gọi là mua mới cái mới. Sim ơi, cho Kai kim cương nha, tí rồi nhớ cho Kai kim cương nha Sim. Hồi nãy Simmy có quá trời kim cương của mày không nhớ hả? Ok, có phòng trống. Đúng rồi. Rồi ok. Trời ơi các bạn ơi, nhà Kairon đã màu đỏ rồi, còn lắp thêm TNT vô nữa nhìn nó đẹp dễ sợ. Rồi ok. Mọi người ơi, mọi người đã lắp xong gọi là chỗ của mọi người chưa? Không đây, mình đang lắp xong, mình đang lắp nhà Dịch rồi, cái mình mới lắp nhà Phong nè. Ok, rồi khoan từ. Kairon mình quên còn ở bên ngoài nữa, bên ngoài vườn nữa. Trời, bên ngoài vườn đẹp dữ ta, trời, cái chỗ này mà phá hủy thì cũng hơi tiếc á, nhưng mà thôi, lỡ rồi, lắp luôn. Ok. Lỡ rồi, cho đi luôn. Lỡ rồi, cho nổ hết luôn, không chữa gì hết. Rồi ok. Ten. Trời ơi mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn kìa. Garmin House chúng ta đã được lắp đầy TNT luôn. Trời ơi, mình nói thiệt với các bạn luôn nha. Pha này mà nổ cái Garmin House không banh chành bành thì chắc là gọi là sao đâm mình đi đầu xuống đất luôn các bạn. Trời ơi, nhìn kìa, quá trời TNT luôn. Ê mọi người ơi, cái TNT này nó nổ cái là sẽ lan qua nhà của mình đó. Tại vì nhà mình là gần nhất luôn á. Ừ đúng rồi, nhà Kairon là gần ở Garmin House nhất luôn nè. Tí nữa
nữa nổ bay qua nhà Kairon luôn nè. Ok, yên tâm đi, có nhà sim nữa bay qua nhà sim luôn. Ok. Rồi mấy bạn ơi, bây giờ mấy bạn hãy cùng với gọi là mình và Kairon và Simmy, chúng ta hãy cùng nhau chứng kiến vụ nổ thế kỷ trong Minecraft. Đó, nổ banh luôn, Gamin Hào luôn các bạn ơi. Đây, ở đây nè, mình có dẫn một cái đường dây đá đỏ nè, đi từ đây qua bên đây nè các bạn. Đó, để cho mình xa xa ra tí, hiểu không? Rồi ok, sau đó mình sẽ dùng cái cần gạt nè, mình chỉ cần gạt cái là sẽ nổ. Rồi ok, bây giờ bọn mình núp vô đây đi anh em. Núp, núp gần 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 đây. Núp, ok, ok, ok. Để Siro về, hiểu không? Ok, không biết ông Rom đi đâu giờ này, chưa thấy gì. Ôi gì vậy? Ôi, ai rồi râu. Hello râu. À, bà đi bay, bà đi bay, làm gì bên đâu tao vậy hả? Ê, anh nói gì cơ nè, từ nãy giờ bọn em nhìn anh nhiều lắm rồi nha, anh cứ lớn tiếng bọn em hơi nhiều rồi nha. Bây giờ em cho anh 3 giây xin lỗi bọn em cái vụ hồi sáng nay, còn không á thì Gamin Hao anh banh chành bành hả? Đừng ơi, đừng, Gamin Hao gây mất tiền lắm ông ơi, đừng có đổ. Đừng nổ hả? Trời ơi, thương vô quá, tội nghiệp luôn quá, thương quá. Nhưng mà hồi sáng nay bởi vì anh đã gọi là la bọn em, cho nên là bây giờ rất tiếc, xin lỗi Rô. Em phải phá hủy nó thôi. Rồi, chuẩn bị 3, 2, 1. Tên, tên, tên. Rồi. Chạy anh em ơi, chạy anh em ơi. Trời ơi, trời ơi, nổ kìa. Oh my god. Trời ơi, bạn coi nó nổ kìa bạn ơi. Ôi, trời ơi nó nổ, nó nổ banh chanh trời. Rồi xong luôn. Ôi ơi, nó nổ không còn cái gì luôn á ơi. Các bạn ơi, bạn coi kìa, Gamin Hào của chúng ta đẹp ơi là đẹp. Cái Gamin Hào đẹp ơi là đẹp của chúng ta bây giờ đã biến thành tao đi mát dịch nè. Mát dịch hả? Trời ơi, tạm biệt luôn nha. Trời ơi, đi mát trưởng tim. Trời ơi, con trai gì đâu mà đi mát dịch. Trời ơi, về nhà mát mẹ đi đâu ơi. Ok, mấy bạn ơi, bạn nhìn nè. Em hả? Trời ơi, nó nổ banh luôn á mọi người. Tôi thời luôn, nó nổ kinh ghê luôn á. Ở trên đây vẫn còn tí rồi, hay mình lên cho nó nổ luôn đi coi. Cho nó nổ luôn đi. Ok, lên cho nó nổ hết, đóng trên đây luôn. Lên cho nó nổ luôn xin mày. Nhìn ngứa quá luôn. Ok, lên. Dạ. Trên đây còn TNT không? Đặt thêm đi xem. Con nè. Đúng rồi. Đây, đặt thêm đi. Hai luôn, nổ rồi phải đâu á. Ui, nó vẫn còn nổ kìa. Nó vẫn còn nổ bên dưới kìa cây ơi. Ok. Rồi, chuẩn bị nha. Tôi sẽ thôi từ từ để mình đặt phụ sim luôn. Ok, đặt phụ sim nè. Hãy đặt nhiều lên anh em ơi, đặt nhiều lên. Woo! Ôi, thấy nó nổ còn vẫn còn nổ bên dưới cây ơi, vẫn còn nổ nhiều lắm. Ok rồi. Cái mình đặt á. Chạy. Woo! Bùm. Trời ơi, bạn coi kìa nổ. Trời ơi. Rồi xong. Ơi nó cũng rồi, hơi rồi, xong rồi. Nó không có nổ to lắm ha. Trời ơi. Mình bây giờ không còn là cái gì luôn, giờ làm thắt nước luôn á sao? Không còn gì luôn. Ok bạn ơi, thì Gamin Hao gọi là 10 tỷ của Siro đã tan tành mây khói. Ông Rô khóc quá trời. Bạn ơi, nhưng mà đó, cái sự trừng phạt cho cái người gọi là sao ta, người lớn mà đi ăn hiếp trẻ nhỏ đúng không? Bọn mình nhỏ tuổi hơn Rô là Rô phải nhường bọn mình. Ở đây Rô còn ăn hiếp bọn mình. Ok, từ coi. Mình thấy có ông nào bê bê em kia coi. Cái gì vậy? Ai lễ tân? Anh lễ tân kìa. Trời ơi, anh lễ tân vẫn còn trong Gamin Hao. Ơi mà không sao, hình như là ảnh vẫn bình thường, ảnh không bị thương, mày quá. Ảnh bơi lên. Ảnh bơi lên các bạn ơi. Ok, và anh em thấy gọi là cái màn cho này của mình với Kairon và Simmy thế nào? Các bạn thấy gọi là bọn mình có ác hay không? Nhớ bình luận cho mình biết nha. Nhưng mà trời luôn. Ác quá trời quá đất luôn. Nhưng mà các bạn yên tâm nha, là Gamin Hao vẫn còn bình thường nha các bạn. Cái này chỉ là một cái gọi là file copy để mình gọi là mình cho Siro thôi, chứ Gamin Hao vẫn còn bình thường nha. Siro khóc quá trời luôn. Thôi, thế giới thật giả thôi chứ vậy thế giới thật đâu. Đúng rồi, đây chỉ là thế giới giả thôi. Ok, còn bây giờ thì anh em còn những cái màn chon nào mới hơn nữa thì nhớ bình luận lại cho mình biết nha anh em. Hãy bình luận đi, mình sẽ làm những màn chon đó nha. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu như mà anh em thích video này, đừng quên là hãy để cho Phong một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy ở bên kênh YouTube của Mèo Simmy, Kairon, Siro và tất cả các thành viên của Hero Team để đăng ký ủng hộ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video sau. Ơi Kai, hay tập sau mình làm nổ trường học với Kai. Không, tập sau mình cho nổ hết cả làng luôn. Đúng rồi, cho nổ hết nguyên cái làng luôn. Ok. Được luôn.